Thưa quý vị, những ngày gần đây, trời thành phố Hồ Chí Minh mịt mù như có lớp sương mù làm giảm tầm nhìn xa. Đây thực chất là lớp mù được hình thành khi nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm không khí cao, gió nhẹ, gần giống như cơ chế hình thành lớp mây ở tầng thấp. Dự báo hiện tượng này sẽ kéo dài qua Tết Nguyên đán. Nhìn nhận về hình thái thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ những ngày qua, ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ông đã thông tin không khí lạnh tăng cường khuếch tán sâu về phía Nam, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới tạo nên kiểu thời tiết ít mây về đêm, làm tiết trời se lạnh về khuya và sáng sớm. Ông Quyết lý giải, đây thực chất là lớp mù được hình thành khi nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm không khí cao, gió nhẹ, gần giống như cơ chế hình thành lớp mây ở tầng thấp và khiến bụi được lưu giữ nhiều hơn trong không khí. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông tin kết quả quan trắc các nghiên cứu có liên quan qua nhiều năm đều ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu liên quan đến bụi, có thời điểm nồng độ ô nhiễm cả bụi bẩn và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng cho phép.